Ngày 6 tháng 9, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đề nghị Bộ Công an nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng đi chợ hộ. Công văn nêu rõ, việc đi chợ hộ đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng đi chợ hộ, gây khó khăn cho bộ đội, tình nguyện viên, làm dư luận nhân dân bức xúc. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi nêu trên để bộ đội, tình nguyện viên yên tâm giúp dân. Số liệu thống kê xuất khẩu nông lâm thủy sản 32 tỷ đô la Mỹ 8 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho thấy, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, đạt trên 9,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 29% thị phần, trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 71% tỷ trọng. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, gần 6,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,9% thị phần. Thứ ba là thị trường Nhật Bản, với giá trị xuất khẩu đạt trên 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,8% và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất, chiếm 43% giá trị. Thứ tư là thị trường Hàn Quốc, với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 4,3% và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất, chiếm 44% giá trị. Thương vụ Campuchia tại Việt Nam cho biết, 8 tháng đầu năm nay, nhiều mặt hàng nông sản của Campuchia xuất sang Việt Nam tăng mạnh. Trong đó, mặt hàng thóc của Campuchia trong 8 tháng xuất sang Việt Nam đạt 2,38 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn, tương đương tăng 86% so với cùng kỳ năm 2020. Củ sắn tươi Campuchia xuất sang Việt Nam 355.000 tấn, chiếm 75% tổng lượng xuất khẩu sắn của nước này. Hạt điều Campuchia xuất sang Việt Nam 869.000 tấn, chiếm 99% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của quốc gia này. Tương tự, hồ tiêu Campuchia xuất sang Việt Nam chiếm gần 100% với sản lượng 24,47 triệu tấn. Những ngày gần đây, giá bích thái tăng là một trong những điểm sáng của thị trường trái cây tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh ảnh hưởng giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đỉnh điểm cách đây 2 tuần, giá bích thái đạt 52.000 đồng một ký và hiện loại 1 được thương lái thu mua tại vườn 30.000 đồng một ký, loại 2 20.000 đồng một ký, loại 3 10.000 đồng một ký. Theo chia sẻ từ các thương lái và chủ vựa thu mua, bích thái tăng cao trong những ngày qua bởi loại trái cây này xuất khẩu tốt tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chế biến mít thực hiện ba tại chỗ nên cần nguồn nguyên liệu hoạt động.